Cương Điện Tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến Long Khánh, Đồng Nai, đến một trại nấm để chúng ta xem cái cương điện tử cương nấm mà anh chị chủ trại ở đây đã sử dụng nó hiệu quả như thế nào anh chị ha. Cân nấm là cân những cái bao nấm to và nặng như thế này đây anh chị nhé. Rồi cái cân của mình cân nấm á, mình muốn khởi động cân. Trước khi mình khởi động cân á, thì mình kiểm tra cái chân đế. Nếu như mà sờ mà nó gập ghềnh á, nó trong trên á, thì mình dặn cái này ra giùm em nha, cho nó thăng bằng. Sau khi nó thăng bằng hết rồi á, mới bấm cái nút tắt mở ở đây. Mình chờ cái cân nó khởi động. Trong thời gian khởi động cân á, mình để im cho nó khởi động ha. Cho xong hết rồi, thì mình mới cân. Như vậy là mình yên tâm mình cân rồi đó. Thì ở đây đầu tiên nó đèn báo pin. Ở đây nó báo giùm em này, cục pin nè, đầy nè, nửa nè, hết nè. Thì nó sáng. Đến khi nào mà nó sáng cái nút này á, thì mình yên tâm là mình cắm điện mình sạc. Sạc thì mình lấy cái sợi dây nguồn này nè, mình nghiêm điện như thôi anh ha. Dạ, chỉ đơn giản là vậy. Ổ điện nó ổ cắm bên kia. Rồi như vậy là yên tâm mình dạ bên đó đó. Dạ tới 2-3 năm sau. 2-3 năm sau mới nghĩ đến chuyện thay pin. Dạ, giống như nhau à. Cái cân này là inox hết. Inox từ trong dưới từ trên ra ngoài mà nó chống nước nữa. Cho nên mình vô tình mà mình cân nấm mà trời mưa thì cứ yên tâm cân. Hoặc là mình có cân, hoặc là có cho ai mượn cân gà vịt thì cân này cũng cân tốt luôn anh chị nha. Rồi bây giờ mình thử mình bỏ bao ca, bỏ bao nấm lên giùm em đi ạ. Ví dụ như cân một mã xong có phải ngưng không hay nào? Dạ, dạ không. Cân liên tục cũng được không sao cả. Cân một cân liên tục. Dạ. Đấy, một cái bao nấm nó to như vậy đó, nó vẫn cân được tốt. 39 cân này nè. Cái này là do mình chưa có nén đúng không? Chứ thường là một bao nó tới 5-60 kg. Về cái mùa kia nó nhỏ hơn thì nó nặng hơn. À vậy ha. Dạ dạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này. Và anh chị xem xong video này mà cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Cân Tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao hàng tận nơi đó anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.